Chú hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel mình để tự tự bá đạo người nha. Xin chào anh em của game Poke đã chiến cho mình nha, tự tự bá đạo bạn ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, chưa vào video cho anh em xem video về like share thì đang kênh cái phản xin nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, chúng ta cũng tiếp hành trình điểm qua thời tiết anh em vui chơi sự kiện ngày mới anh em nhé, xem đây có gì hot không. Và ra thì vẫn có những câu đó qua anh em, tôi xin lịch server mới và anh em nào có cho tôi xin lịch với nhá, là cần các bạn để tôi chốt lệnh anh em ngày mai nhé. Ngày mai tôi sẽ có video thông báo đầy đủ cho anh em. Thì nói ngày hôm nay đây anh em, nên tôi hết bận rồi các bạn. Các bạn tạm thời là ổn. Hoàn thành nhiệm vụ nào. Ok, hôm nay thứ ba tuần mới anh em sẽ có gì hot không? Làm tiền mốc 3k, lại có vé cao cấp. Chắc là sắp đến cũng giới hạn rồi anh em. 10 hôm nay mạnh boss à. Tiêu phí nhận được dương skin anh em. Hồi mua bánh mì là tính sau. Rồi, thời tiết này sẽ có gì hot nào. Mê cung này trời đẹp có gì đây. Có mưa và sương mù anh em nhé. Mưa thì từ 11 giờ đến 12 giờ anh em. Nó sương mù thì từ 22 giờ 6 phút đến 23 giờ 6 phút anh em. Sương mù cặp đôi la test là cho anh em tranh thủ đi bắt ạ. Đó xem nào. Niềm vui tản bộ ha. Ok. Kỳ tích. Boss bá chủ. Ác khí được 80 đấy hả? Cá vàng. Ồ, có đôi bánh hoppa này anh em này. Bình các kiểu với anh em. Hết các bạn, không gì đặc biệt. Bán quay. Ô, bán quay hoppa anh em. Cái hoppa trở lại này không phải lạp nhá. Lạp tiền chuột qua AB. Mốc 2k. Hôm nay nạp 2k các bạn nhận được ngay một át khỉ này. Thú vị đấy. 1 2 3 Rồi, ok các bạn nhận quà đó. Có đài lên server. Ok, ra trận nào. Ra trận nào. Ok, mình sẽ nguyên anh em tiếp tục. Hệ nham. Ra trận nào, quay toàn pool anh em. Toàn pool nha các bạn nha. Tiếp tục. À, ngoài ra về cái vụ đua VIP không lần này thì rất nhiều anh em bảo là đua lâu dài luôn thì ok, để tôi lên lịch. Nhưng nếu đang đua lâu dài thì chúng ta phải sắp lịch cẩn thận. Ở bên này thì chắc đua lâu dài anh em nhé. Đối với cái chính thì tôi chỉ làm cái lại cái series 7 ngày thôi. Đó, làm lại cái giao án mới, đua tốt xèo mới thôi. Còn nói về kênh tiểu tử ba đạo này chắc chắn là sẽ chơi lâu dài anh em. Nào, tiếp tục anh em hãy thép. Rồi, rồi, ok. Tiếp tục nào. Thế ác này. Ra trận. Ok các bạn, tiếp tục. Thế băng. Dũng, băng 13 cũ anh em.
Tính ở trên được nhưng mà mất công cạnh tranh em, tôi lười quá. Tiếp tục. Hệ yêu à. Giá trận. Ok các bạn, hết băng lên yêu. Tiếp tục nào. Hệ nước. Ok các bạn ra trận. Hello, xin chào các bạn. Win luôn. Tiếp tục, như hết rồi anh em. Tầm này chắc là hết rồi anh em. Bay, vừa hết rồi các bạn. Vòng tay Z. Đứt 600 con dấu. Nên lên level 4 các bạn, thôi cũng được. Ok, giờ đi qua phe đoàn nào. Qua phe đoàn làm nhiệm vụ nào anh em. Đây phê đoán ngon nhỉ. Ba phát kim cương luôn anh em. Ba phát kim cương luôn, ngon lành các bạn. Câu cá này. Rồi. Ok nhận này. 1, 2. Hot phải đoàn nhận điểm, hỗ trợ phát anh em, hỗ trợ anh em đánh phát nào. Ba mươi chín k speed. Tiếp tục đủ được 37k đam luôn anh em, cũng được có nói anh em. Là trận tiếp nào. Ok, không ít thì nhiều anh em, hỗ trợ đôi chút. 35k. Giờ cho nó còn 12k anh em, 12.000. Rồi, không hỗ trợ đây anh em đôi chút. Rút lại nào. Thiếu điểm mới đau ạ, vận chuyển này toàn trên giờ. Để xem nào. Làm thế nhờ. Ok, tốc độ nào anh em. Đây ba cũ. Ok. Tiếp tục. Ra trận nào. Rồi, tiếp tục. Ok, tiếp tục anh em. Xong đã bot à. Về ngoài nào. Đã có skin này anh em này. Nói chung cũng không đủ nhưng mà cũng được anh em. Cũng ngon. Evan tiêu phí nữa mình đã lại 700 rồi. Nhanh thế nhờ.
Ok, nói chung thì video ngày hôm nay thì nói chung buổi sáng em cập nhật qua thông tin thời tiết với anh em, rồi cũng thông báo qua các bạn một số công việc và cái cuối quan là thế thôi, clip kết thúc ở đây nhá. Hẹn gặp anh em ở clip theo. Cảm ơn bạn đã theo video kênh Tiểu Tử Bá Đạo rất nhiều. Giờ thì bye bye.